Trước mắt là có lẽ là đầu tiên và chúng ta làm quen với nhau một chút ha. Chúng ta làm quen tí xíu. Rồi, ở đây anh thấy trong phòng Zoom của chúng ta có 21 người, gồm có cả là bộ phận hỗ trợ, bộ phận support, tất cả là 21 người. Có thể là chúng ta tạm thời, anh nghĩ rằng không có thời gian làm quen hết tất cả mọi người. Anh muốn một số người có thể giới thiệu ha, có thể một số người giới thiệu một chút xíu về mình để chúng ta có thể làm quen một tí xíu. Trước mắt anh mời bạn Trần Tuấn Anh. Anh xin chào Trần Tuấn Anh. Trần Tuấn Anh có thể mở mic, có thể giới thiệu một đôi chút về mình được không? Vâng em chào thầy, chào mọi người, Alo, alo, thầy có mọi Rồi, người nghe rõ có chưa? chưa? Mình nghe được rồi Tuấn Anh ơi. Ok. Rồi. Vâng, Vâng, chào thầy em và chào tất cả mọi người, chào tất cả mọi người. Thì em là thì Tuấn em Anh, em anh em sinh năm sinh năm 96, chín sáu hiện em đang làm IT cho ngân hàng ngày xưa là học đại học là học công nghệ học thông công nghệ tin, thông tin ạ, công nghệ học thông tin ạ. trường nào? Ở trường Trường kinh doanh của công nghệ kinh Hà doanh Nội, công nghệ Hà Nội. trường công doanh kinh doanh và công nghệ Hà Nội. Tuấn Anh đã có một cái khái niệm gì về 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 marketing chưa? Trong ở công ty của Tuấn Anh đang làm có cái phòng marketing không? Trong công ty em thì Công ty có em bộ thì phận đấy, có nhưng bộ mà phận đấy, nhưng mà để tiếp xúc để với tiếp xúc với lĩnh vực marketing thì em marketing chưa có cơ hội luôn. có chơi với bạn nào làm marketing không? Có bao giờ hỏi ủa chứ là mày làm marketing mày làm gì mày có bao giờ hiểu là marketing là làm cái gì không? Theo em hiểu Theo em hiểu thì marketing làm truyền thông làm sao để làm sao cho cho quảng bá được sản phẩm hoặc là đấy, công ty của rộng rãi ra cho mọi rộng rãi người ra cho biết mọi người thôi. biết thôi em còn cũng em cũng không quen không ai quen bên ai bên bộ phận marketing. Ok, vậy là theo bạn Tuấn Anh hiểu một cái rất là đơn giản, marketing là truyền thông. Đúng không? Cảm ơn bạn Tuấn Anh. Anh xin chào bạn Mai Thanh Sơn. Vâng. Anh chào bạn Mai Thanh Sơn. Bạn Mai Thanh Sơn có thể giới thiệu một chút xíu về mình được không bạn Sơn? Bạn Sơn. Anh có, trước khi bạn Sơn nói thì chúng ta có thể anh trao đổi một tí xíu về cái phương pháp làm việc ha. Anh muốn một cái lớp học chúng ta không phải là truyền đạt là anh là đứng lớp chia sẻ truyền đạt một cái gì mà chúng ta cùng nhau thảo luận trao đổi giống như là cái này anh dùng từ cái từ gọi là case methods như là dùng những cái case study cụ thể để chúng ta cùng nhau thảo luận. Anh sẽ không có một cái slide nào cả, anh sẽ có thể là dùng những cái tài liệu mà anh đang dạy cho trường upload và anh dùng ngay cái tài liệu anh đang dạy đó anh chia sẻ với các bạn luôn rồi anh muốn trong trong lớp của chúng ta tương tác với nhau, không có nghĩa là anh đứng đây nói các bạn nghe mà anh muốn mọi người cùng tương tác cùng trao đổi thảo luận giống như anh nói chuyện với bạn Tân Anh vậy đó, có gì cùng nhau trao đổi thảo luận thôi. Rồi anh mời bạn Mai Thanh Sơn. Bạn Mai Thanh Sơn có thể mở mic có thể trao đổi chào với mọi người một chút được không? Chào bạn Mai Thanh Sơn. Các bạn có nghe được anh nói không? Dạ vẫn nghe được, Anh. dạ vẫn nghe được anh. Mời bạn Mai Thanh Sơn. Hình như Chị là Mỹ Linh chị đang Mỹ Linh rehearsal. đang Rehearsal. rồi chờ, chờ cảm ơn chào bạn Mỹ Linh. Đặng Mỹ Linh, xin mời bạn Mỹ Linh có thể chia sẻ một đôi chút về bản thân. Bạn đang làm việc ở đâu và bạn có hiểu biết gì, anh muốn dùng cái từ gọi là marketing concept, tức là chỉ là một cái concept về marketing thôi, bạn có một cái hiểu biết như thế nào? Em thì Em làm thì bên làm bên bên lĩnh vực lĩnh vực thiết kế web, phát triển phát triển nền tảng web có liên quan đến marketing. Em thì sinh năm chín mươi và mới bảo vệ luật bảo vệ luật pháp thạc sĩ đúng rồi ạ. Ok. Rồi bạn Mỹ Linh có thể tiếp tục được không? Như bạn Linh nhỉ, Đặng Mỹ Linh.
bạn vậy là bạn hiểu như thế nào về marketing? Bạn đã học tốt nghiệp thạc sĩ thì bạn hiểu như thế nào về marketing? Marketing thì bây giờ anh muốn hỏi thêm một người cuối cùng trong cái giới thiệu về bản thân và hiểu như thế nào về marketing. Anh mời bạn Hồ Nhật Thảo một chút và chia sẻ một cái marketing concept, cái quan điểm, cái suy nghĩ, bạn cứ nói đúng cái suy nghĩ của bạn thôi. Ok, chào anh Vinh. Vâng, xin chào, chào anh Vinh, anh chị. Vâng, xin chào các anh chị. Mình thì cũng khá lớn tuổi rồi, mình sinh năm 78. Khá lớn tuổi rồi, mình sinh năm 78. Vâng. Thì công việc chính của mình là một nhà sản xuất phim. Thì công việc chính của mình là một nhà sản xuất phim. Trong mấy năm nay thì là mình có truyền thông marketing của một liên đoàn thuộc ủy ban Olympic quốc tế. Vâng, cái liên đoàn này thì là liên đoàn điện ảnh và truyền hình, là liên đoàn điện ảnh, cho nên là đó lý do mà mình quan tâm tới cái khóa học này và cũng muốn quan tâm tới lắng nghe cái khóa học này và lắng nghe Vinh chia sẻ. Anh Vinh chia sẻ còn về cái suy nghĩ của mình về cái suy nghĩ marketing của mình thì đơn giản là marketing để bán hàng thôi, mình làm trong lĩnh vực marketing có nghĩa là làm trong lĩnh vực marketing những cái sản phẩm về truyền thông, những cái sản phẩm mình cũng cần phải có marketing để bán những sản phẩm đó, cần phải có marketing là marketing trong marketing đại khái thế là marketing trong marketing đại khái thế. Ok, cảm ơn bạn. Marketing bằng bán hàng có nghĩa là sale. Rồi, chúng ta sẽ trao đổi ở đây một chút về cái vấn đề marketing ha. Có bạn nào nghe cái thông điệp là marketing nó có ba cái giai đoạn phát triển của marketing. Marketing đầu tiên cái giai đoạn đầu của marketing gọi là marketing truyền thống đầu tiên đấy, là người ta cố gắng bán cái gì mình có. Thế thì nhiệm vụ của người làm marketing, đến tiếng Anh người ta gọi là marketer đấy, người làm marketing chủ yếu làm cái nhiệm vụ làm sao để cố gắng bán được cái sản phẩm của mình càng nhiều càng tốt. Cái gì mình đang có mình cố gắng mình bán. Thì lúc đó cái marketing concept thì nó gần giống như là bạn Thảo vừa chia sẻ, marketing là bán hàng. Cái này cũng là một cái chia sẻ thực tế của anh Vinh. Anh Vinh lớn hơn tuổi hơn các bạn, chắc là hầu hết lớn tuổi hơn các bạn. Anh Vinh sinh năm 68. Cách đây hơn 10 năm, khi đấy anh Vinh đang làm ở tổng công ty cổ phần Bảo Minh, bảo hiểm á, các bạn có nghe Bảo Minh, thì được cử làm giám đốc marketing. Thì một chị ở giám đốc Bảo Minh Bình Phước mới gọi điện cho anh Vinh hỏi là Vinh, chị đi lớn tuổi hơn mình, và Vinh anh Vinh, em làm giám đốc marketing là làm gì em? Vậy là em làm quảng cáo hả? Xong rồi có một cái chị khác lại hỏi với mình, em làm giám đốc marketing là em làm gì em? Vậy là marketing với sale là sao em? Đó. Thế thì anh trở lại câu chuyện, rất nhiều người không hiểu, có những cái hiểu cái quan điểm, cái hiểu nó chưa chính xác, chưa đầy đủ về marketing. Có nghĩa là marketing là làm quảng cáo, giống như là bạn nói là marketing là quảng cáo, là truyền thông. Rồi có những người nói là marketing là bán hàng. Thế thì đấy nó chỉ là một cái phần, hoặc là nó như là cái giai đoạn ban đầu thôi. Bán cái gì mình có. Nhiệm vụ của người làm marketing là chủ yếu đi quảng cáo, truyền thông, hay là cố gắng giới thiệu, thu hút khách hàng, giống như là cái loa đấy. Cho nên là các bạn sẽ xem trên trên mạng là những cái biểu tượng về marketing, người ta hay dùng cái loa.
giống như là la làng đi cho mọi người biết, tôi có sản phẩm này, sản phẩm của tôi tốt lắm, sản phẩm của tôi đẹp lắm, sản phẩm của tôi này, này kia. Đó, thế thì người ta lấy cái hình tượng của marketing giống như cái loa. Đó, đấy là bán cái gì? Cái giai đoạn thứ hai của marketing là đến cái giai đoạn là bán cái gì khách hàng cần. Các bạn có nghe được cái những cái khái niệm gì bán cái gì khách hàng cần? Lúc này không phải bán cái mình có nữa, mà mình bán cái khách hàng cần. Ủa vậy thế thì làm sao biết khách hàng họ cần cái gì mà bán ta? Ồ, thế thì người ta bảo là ủa vậy là muốn biết khách hàng cần cái gì thì đi nghiên cứu thị trường, rồi đi làm survey, đi làm khảo sát, làm nghiên cứu, rồi biết họ cần cái gì, mình bán. Đúng không? Câu trả lời là đúng. Nhưng mà làm như vậy thì giống như là mò kim đáy bể. Cả một cái biển đại dương mênh mông rộng lớn như vậy, mình đi mình tìm hiểu xem khách hàng họ cần cái gì, xong rồi mình về mình bán. Thế lỡ họ cần cái mà mình không có thì sao? Lỡ họ cần cái mà mình không thể bán được, không, mình không có thể thì sản xuất ra được. Bây giờ lỡ có cái là cái, mấy cái xì ke ma túy, mấy cái bọn nghiện kia nó cần ma túy, mình có bán được không? Nó có bán được, đúng không nào? Đó. Vậy thì bán cái khách hàng, khách hàng cần là bán cái gì? Vậy thì họ cần như thế nào? Đó. Vậy thì nhiệm vụ của người làm marketing thì phải này, xoay vào cái tìm hiểu xem khách hàng cần nó như thế nào. Đó. Anh sẽ đi sâu nhất vào cái giai đoạn 2 là bán cái khách hàng cần. Và hiện nay cái quan điểm bán cái gì khách hàng cần vẫn là những cái khái niệm là cơ bản nhất và cơ bản và cần thiết nhất cho người làm marketing. Cái giai đoạn thứ ba của làm marketing không phải là bán cái gì khách hàng cần nữa, mà lúc này là bán cái xu hướng, giống như là mình nói rằng là trong tiếng Anh mình người ta dùng là educate khách hàng ấy, là giáo dục khách hàng. Đôi khi khách hàng họ cũng không biết họ cần cái gì hết ấy. Người ta cũng không biết là họ cần cái gì, và người ta cũng chưa biết là thực sự cái đó họ có cần không. Vậy thì cái người làm marketing phải đi educate khách hàng, phải giáo dục khách hàng biết cái này là bạn cần nè, cái này là đúng phù hợp với bạn nè, cái này là đáp ứng yêu cầu của bạn nè, đúng không? Các bạn có hình dung cách đây chừng 12 năm, cái thời điểm mà iPad iPhone lần đầu tiên ra đời đó, lúc đấy là Steve Jobs lên giới thiệu cho khách hàng cái công nghệ rock and roll, quẹt mở kéo kéo thả này kia đấy. Lúc đấy khách hàng làm gì biết là một cái điện thoại, một cái iPad là có kéo có thả. Lúc đấy là chúng ta luôn luôn dùng một cái bàn phím gọi là bàn phím query, đúng không, là gõ bấm bấm, chứ không có cái bàn phím là quẹt kéo kéo nữa. Vậy thì làm sao mà biết khách hàng đi tìm hiểu xem họ cần cái gì? Vậy là Steve Jobs là bậc thầy của làm marketing, phải biết cái mà khách hàng sẽ cần, mặc dù khách hàng chưa biết mà người làm marketing đã biết trước, gọi là định hướng khách hàng. Đó, đoán được xu hướng và định hướng khách hàng, nói cho khách hàng biết bạn cần cái này này, đây mới là cái bạn cần này, cái này phù hợp với bạn nè. Đó, thì đấy là ba cái giai đoạn phát triển của marketing. Đấy. Rồi anh dừng lại một tí xíu, anh muốn là các bạn có ai muốn hỏi gì, trao đổi gì về vấn đề là concept marketing, concept này không? Rồi anh xin mời các bạn. Anh mời các bạn. Ai muốn đặt câu hỏi cái gì không? Ô thưa thầy, giai đoạn 1 là gì vậy thầy? Giai đoạn 1 là bán cái gì chúng ta đang có, bán cái gì mình có. Có nghĩa rằng là chúng ta đang có cái gì chúng ta cố gắng bán ra. Và cái giai đoạn 1 như vậy thì người ta hiểu rằng là cái người làm marketing chủ yếu là làm gì? Quảng cáo, truyền thông, PR, làm giới thiệu cho khách hàng biết tôi có cái này phù hợp này, cái này tốt này, cái này đẹp này, cái này này, là bán cái mình có rồi cố gắng bán ra. Chưa biết là họ cần cái gì cứ bán cái đã, cố gắng bán, tìm cái người phù hợp với của mình để bán. Ok, rồi các bạn có thể hỏi thêm một cái chút nữa cái chỗ này nữa. Rồi
anh tiếp theo cái chỗ đi sâu vào cái chỗ bán, giai đoạn thứ hai là bán cái khách hàng cần ha. Vậy thì bây giờ anh đi sâu vào cái chỗ bán cái khách hàng cần. Vậy thì khách hàng cần, họ cần nó phải phù hợp với cái mình đang có. Có nghĩa là kết hợp hai cái giai đoạn, bán cái mình có và bán cái khách hàng cần, hai cái nó phải match với nhau. Rồi, vậy thì mình phải đi tìm hiểu xem cái mình đang có phù hợp với cái họ đang cần hay không. Đó, thế thì cụ thể cái mình đang có, mình sẽ phải define nó ra là cái tính năng của cái sản phẩm của mình, cái giá trị của sản phẩm của mình đó. Cái giá trị thì nó sẽ có những cái gọi là giá trị cảm tính và giá trị lý tính. Ha, giá trị cảm tính là cái gì? Là người ta cảm nhận thấy cái sản phẩm, xài cái sản phẩm của mình nó có sang chảnh hay không, xài cái sản phẩm của mình nó có cảm thấy tự hào hay không, xài cái sản phẩm của mình nó có thể hiện mình là thời thượng hay là mình là có đóng góp cho xã hội hay là một cái gì đó. Có nghĩa là cái cảm nhận của một cái người xài sản phẩm, khách hàng họ xài sản phẩm của chúng ta thì họ cảm nhận được cái gì, họ cảm thấy tự hào về cái chuyện đó hay không. Đó là giá trị cảm tính. Các bạn thấy những cái gọi là sản phẩm hàng hiệu như là Louis Vuitton, Gucci hay là những cái sản phẩm như là P&G, những cái sản phẩm iPad Pro hay là iPhone, đó iPhone 12. Cái giá trị cảm tính của họ là cái gì? Hoặc là ví dụ các bạn thấy, anh Vinh cầm một cái viết, các bạn hình dung đây là một cây viết Mont Blanc. Vậy thì cái giá trị cảm tính của cái cây viết này là cái gì? À, người ta nói rằng ai cầm cái viết này, xài cái viết này là những người thành đạt, những người là ở đẳng cấp cao thành đạt thì mới xài những loại cây viết này. Đó là giá trị cảm tính, nó đánh vào cái niềm tự hào của khách hàng. Vậy thì thường cái giá trị cảm tính này nó dựa trên cái vấn đề xây dựng cái giá trị thương hiệu của sản phẩm. Vậy còn giá trị lý tính là cái gì? Giá trị lý tính của cây viết là cái gì? Ngòi bút có viết đẹp không? Nét có thanh hay không? Cái bút hình dáng, mẫu mã, kiểu cách nó có đẹp hay không? Cầm nó có vừa tay hay không? Rồi viết nó có thanh hay là có trơn hay là cái gì không? Rồi dùng nó có bền hay không? Đó, thì đấy là giá trị lý tính. Đó, bao bì mẫu mã nó có đẹp hay không? Vậy thì người làm marketing là làm cái gì? Anh quay đi quay trở lại là bán cái gì khách hàng cần. Vậy thì mình xem cái giá trị cảm tính và giá trị lý tính mà mình đang xây dựng cho sản phẩm của mình đã thực sự đáp ứng được đúng cái nhu cầu của khách hàng hay chưa. Chắc chắn không có cái gì là 100% được, không có cái sự gì hoàn hảo. Nhưng mình sẽ cố gắng là làm cho cái sản phẩm dịch vụ của mình càng ngày càng gần hơn, càng sát hơn, càng phù hợp nhiều hơn với cái nhu cầu của khách hàng. Và khi đó mình là khách hàng mua cái sản phẩm của mình, ngoài cái chuyện đó là dịch vụ của mình như thế nào, hậu mãi hay là gì gì đó, để khách hàng cảm thấy hài lòng với cái sản phẩm dịch vụ của mình. Có nghĩa rằng cái sản phẩm dịch vụ của mình từ giá trị cảm tính, lý tính, rồi dịch vụ gì là đáp ứng đúng, dần dần đúng nhu cầu của khách hàng. Ok, đó, đấy là cái gọi là concept, những cái gọi là cái cơ bản cái marketing concept về marketing. Vậy thì chúng ta xây dựng một cái kế hoạch marketing hay là làm bất kể cái gì về marketing thì phải dựa trên cái đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Vậy thì cụ thể hơn, nhiệm vụ của người làm marketing là đi nghiên cứu, khảo sát, xem cái sản phẩm của mình nó đã phù hợp hay chưa. Khách hàng cần cái này, mình đáp ứng được chưa? Hay là khách hàng họ cần cái này, mình lại cái đáp ứng của mình lại không đúng như vậy. Đôi khi chúng ta cứ đưa vào một cái gọi là ý kiến chủ quan của mình. Ai cũng vậy, anh chính bản thân anh cũng như vậy thôi. Cái chương trình của anh là cái viện idea, anh tổ chức chương trình của trường đại học UVCC, anh tổ chức chương trình MBA của trường đại học Applied Mỹ. Và luôn luôn anh mong muốn đem đến cái chương trình một cách tốt nhất, từ cái giá trị học thuật đến cái công tác tổ chức, rồi đến cái bộ phận hỗ trợ học thuật, tất cả những cái từ support, rồi service, rồi bằng cấp, rồi tất cả anh đều mong muốn đem đến cái gì tốt nhất cho học viên. Nhưng đấy là mong muốn của anh. Thực sự anh có làm được như vậy không? Anh tưởng ngày như này là phù hợp,
tưởng như thế này là khách hàng, là học viên là mong muốn, nhưng thực tế khi áp dụng trước quá khách trời nó không đúng. Đó thì đấy là cái nhiệm vụ người làm marketing phải tìm hiểu thực sự. Vậy là cái chương trình tôi thiết kế thì design như vậy có đúng thực sự là học viên cần hay không. Đó rồi, đấy là trong business, trong business về giáo dục hay là trong một cái business nào đó. Ngay cả trong gia đình mình cũng thế thôi. Chúng ta đôi khi là cứ là lấy trong gia đình, bố mẹ nào cũng thương con cái, bố mẹ nào cũng nghĩ là con cái mong muốn đem lấy điều tốt nhất cho con cái. À, mình cho con cái này, cho con cái kia, nhưng thực sự cái mình cho có đúng là nó cần hay không? Chắc gì cái mình đem cho nó đã phải là cái nó cần. Vậy thì mình phải hiểu, phải thấu hiểu con mình, cũng giống như thấu hiểu khách hàng, thực sự nó mong muốn cái gì, cái gì làm cho nó hạnh phúc thì mình sẽ đáp ứng cái nhu cầu đó. Cái đó mới là cái người thực sự, người là cha mẹ tốt, chứ không phải là chỉ là nghĩ theo cái ý của mình. Rồi làm business cũng vậy, cái gì thực sự khách hàng họ cần, mình đáp ứng, mình cải tiến cái sản phẩm của mình để đáp ứng ngày càng tốt hơn. Chốt lại cái ý này, chốt lại cái ý là bán cái khách hàng cần. Nhiệm vụ của người làm marketing là đi nghiên cứu nha, đi nghiên cứu để làm gì, nghiên cứu làm gì, nghiên cứu để về cải tiến, phát triển cái sản phẩm hiện hữu của mình đang có để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn, đáp ứng đúng nhu cầu, càng gần càng đúng hơn cái nhu cầu khách hàng. Đó là nhiệm vụ của người làm marketing trong cái giai đoạn hiện nay, và cũng đang trong cái giai đoạn là ở mức độ là cấp độ 2. Cấp độ 3 là educate khách hàng thì cái đấy là đỉnh cao rồi. Đấy, từ từ chúng ta sẽ có những cái từ gì chúng ta sẽ suy nghĩ tiếp. Ha. Ok, anh dừng lại ở đây một chút xíu chỗ này. À, các bạn có hỏi gì trong cái chỗ này không? Alo, anh Vinh nghe được em nói không ạ? À? Alo, rồi. Anh Vinh nghe được em. À, hình như bên máy của anh Vinh nghe sao? Dạ, nó bị vang với mọi người á. Em không biết là anh Vinh đang dùng iPad đúng không ạ? Dạ, nó bị vang với mọi người á. Em không biết là anh Vinh đang dùng iPad đúng không ạ? Anh dùng iPad. Tại vì có mình biết anh Vinh là không bị vang nữa. Gửi cho anh cái đường link chứ đừng có gửi anh lại. Tại vì có mình biết anh Vinh là không bị ban thôi. Nữ nghe được không nữ? Dạ được, dạ được. Alo? Dạ, dạ được anh, em đứng mặt nghe nè. Dạ được, dạ được. Dạ, dạ được anh, em đứng mặt nghe nè. Rồi còn vang không? Dạ vang là bên phía mic cổ mọi người á. Dạ vang là bên phía mic cổ mọi người á. Cả em luôn nè. Anh Vinh mở cam giúp em được không là ạ? Sao em nói sai chưa nghe? Ý là bây giờ anh Vinh đang xài iPad, anh Vinh có thể dùng anh Vinh mở cam giúp thầy em được. Tắt bớt một máy. Ý là bây giờ anh Vinh đang xài iPad. Tắt bớt một máy. Thầy đang bật hai máy cùng lúc. Thầy đang bật hai máy cùng lúc. Không phải. Cái này là không biết là cái bây giờ em có thấy được cái màn hình anh chia sẻ của anh không? Thấy thầy ơi. Dạ thấy này. Thấy thầy ơi. Dạ thấy này. Ok. Rồi. Cái đó là cái việc đầu tiên anh muốn trao đổi với các bạn để các bạn hình dung hiểu cái marketing concept. Rồi. Tạm thời ta dừng lại một tí xíu ở đây. Có thể chúng ta thảo luận tiếp. Không biết là có bạn nào muốn trao đổi về cái marketing concept này không? Và có cái gì chưa rõ chưa hiểu cần phải thảo luận thêm. Anh mời bạn Hoàng Long, hình như là bạn Hoàng Long có bật mic. Bạn Hoàng Long muốn chia sẻ gì đúng không? Dạ không thầy. Ok. Dạ không thầy. Cái chia sẻ của anh về cái marketing concept đấy Hoàng Long có hiểu và có thấy như thế nào? Em có ý kiến, có kể cả có phản biện gì không? Dạ thưa thầy, em cũng dạ thưa thầy đồng ý với quan điểm của thầy, tức là marketing thì đồng ý với quan điểm của thầy, tức là marketing thì nó sẽ có ba giai đoạn phát triển. Giai đoạn đầu tiên đó là hệ thống bán hàng để bán những gì mà mình đang có, tức là hộ đang có sẵn. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn bán những cái gì gọi là mình giai đoạn thứ hai là cung cấp những cái hàng hóa mà khách hàng đang cần.
tức là gọi là mình tiến gần tới cái nhu cầu những cái hàng hóa mà khách hàng đang cần, tức là em cho rằng là gần tới là cái nhu cầu phần nữa đằng sau giai đoạn 3 và chưa nói, có nghĩa là em cho rằng là chắc là gọi là cái phần nữa đằng sau tìm kiếm ra chưa nói, có nghĩa là tức là mình tự nghiên cứu cái nhu cầu thị hiếu khách hàng trong tương lai để cung cấp mình tự nghiên cứu cái nhu cầu cái sản phẩm đó, thì theo anh hiểu cung cấp marketing sơ bộ là như vậy, mặt hàng cái sản phẩm đó. Ok, cảm ơn bạn sơ bộ là như vậy. Hoàng Long, rồi anh xin mời một số bạn nào khác, anh mời bạn mong muốn chia sẻ hay là thảo luận hay là feedback gì về cái quan điểm về marketing như vậy không? Em hoàn toàn đồng ý với ý kiến của em. Em hoàn toàn đồng ý bên em. Mọi người mic nghe bên em. Có vấn đề đúng không? Kể cả người nói cũng không clear, kể cả người nói cũng không như là hay là cái mạng hôm nay nó có vấn đề gì anh không rõ lắm. Trong này có một bạn cũng đã có ý kiến là có thể là do máy của thầy ấy. Trong này có một bạn cũng đã có ý kiến là thầy bật song song cả hai máy là này thì song song cả hai máy cái mưu ân mưu này khi nói thì tắt cái mưu ân mưu cái máy bên cạnh. Đúng rồi, đúng rồi, nhưng mà có lẽ là do bên bạn admin là unmute mà nó có, tại vì anh dùng hai máy cho nên các bạn không có chưa rành lắm rõ ràng là unmute máy nào. Nhiều khi cái máy mà anh đang mở để cái gọi là máy phụ thì các bạn không chịu unmute, mà cái máy chính là các bạn là unmute của anh, cho nên là nó hơi bị trục trặc. Bây giờ anh tắt cái máy kia luôn. Chính ra là tương tác giữa thầy với các học viên, chính ra là tương tác giữa thầy với các bị đứt quãng, nghe nó không trôi, đứt quãng, rồi, nghe okay. Nó không trôi. Rồi có lẽ là xin lỗi các bạn, có thể là cái phối hợp nó chưa được ổn lắm. Cảm ơn bạn. Rồi anh mời bạn Ngân Lê. Bạn Ngân Lê có mong muốn chia sẻ gì về liên quan đến là marketing concept không? Dạ em chào thầy, chào các anh chị. Dạ em chào thầy, em chào thì các anh chị. Marketing ngoài việc thì em thì các marketing trình truyền thông khuyến mãi để bán sản phẩm, trình truyền thông khuyến mãi để bán sản phẩm hoặc là nghiên cứu mình đang những nhu cầu của khách hàng để tìm những sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng của khách hàng thì em thấy marketing còn thêm một yếu tố đó là em thấy marketing còn hiểu thêm một yếu tố đó là tìm hiểu insight khách hàng để từ đó làm cho khách hàng cảm thấy là biết được sản phẩm của mình, biết được yêu thích khách hàng và cần sản phẩm của mình và cần những sản phẩm của mình. Tức là mình phải hiểu khách hàng, hiểu thì mình mới biết là họ cần cái gì đúng không? Đó. Ok, cảm ơn bạn Ngân Lê. Vậy thì bây giờ anh sẽ bước sang một cái phần thứ hai, anh muốn trao đổi với các bạn cái phần thứ hai. Vậy thì cái marketing nó nằm ở đâu trong quản trị kinh doanh? Bạn đi học ở đại học, có bạn nào học về cử nhân quản trị kinh doanh không? Trong lớp chúng ta, trong ở chúng ta hôm nay ở đây có bạn nào học về cử nhân quản trị kinh doanh không? Có bạn nào học cử nhân kinh doanh không? Không thấy bạn nào giơ tay ha. Rồi các bạn có thấy anh vẽ hình ảnh quản trị kinh doanh? Có nhiều bạn tốt nghiệp cử nhân quản trị kinh doanh xong, anh Linh hỏi là ủa vậy là học quản trị kinh doanh là em học cái gì em? Ủa vậy em học quản trị kinh doanh là em học là quản lý công ty đó, học kinh doanh đó, thì cụ thể là quản lý những cái gì? Dạ em chả biết là quản lý cái gì hết. Rồi anh muốn chia sẻ với các bạn quản trị kinh doanh nó có 5 cái lĩnh vực quản lý, 5 lĩnh vực chính của quản lý. Cái thứ nhất anh lấy ví dụ như hình ảnh một con người chúng ta, cái đầu nó là quản trị chiến lược. Quản trị chiến lược nó giống như cái đầu con người chúng ta, phải có cái đầu bộ não, cái đầu não thì nó mới định hướng được đi đâu về đâu, cái công ty, cái tổ chức chúng ta đi đâu về đâu. Đấy là quản trị chiến lược, là cái bộ não, cái đầu.
À, đấy là cái việc đầu tiên các bạn chú ý như vậy. Cái thứ hai là hai cái tay, tay phải, tay trái. Người ta hay ví là trong một công ty, trong một tổ chức là cái ông nhân sự, tức là quản lý nguồn nhân lực, ông nhân sự là cánh tay phải của người sếp, của ông sếp. Quản trị chiến lược là cái đầu của ông sếp. Tay phải là quản trị nhân sự, của quản trị nhân sự là cái tay phải của ông sếp. Quản lý tài chính là cánh tay trái của ông sếp. Quản lý marketing là hai cái chân của ông sếp. Còn quản trị sản xuất, operation, tức là quản lý vận hành, quản lý tổ chức, quản lý điều hành của vận hành của tổ chức là quản lý sản xuất hoặc là hoạt động là cái thân. Đây là năm cái lĩnh vực yếu tố của quản trị kinh doanh. Còn rất nhiều những yếu tố khác nó nằm trong những cái yếu tố này. Ví dụ như là quản trị sự thay đổi, quản trị văn hóa doanh nghiệp, quản trị nọ, quản trị kia, quản trị công nghệ, quản trị nọ, quản trị kia. Nó nằm trong năm cái lĩnh vực này. Vậy thì nhìn trong cái hình này chúng ta thấy quản trị marketing là hai cái chân của một con người. Đấy là anh lấy ví dụ một cái hình tượng như vậy. Nếu chúng ta có sản phẩm dịch vụ tốt, có nghĩa là quản trị sản xuất đấy, tức là cái sản xuất rất là sản phẩm ra cái một cái sản phẩm rất là tốt, nhưng chúng ta không có marketing thì cái sản phẩm này cũng không thể đi ra thị trường được, không thể tiếp cận được khách hàng. Đó, vậy thì trong một tổ chức, vai trò của người làm marketing giống như là cái chân đưa cái sản phẩm của dịch vụ của mình ra thị trường, ra khách hàng. Đó, thì đấy là cái điểm tiếp theo anh muốn trao đổi và chia sẻ với các bạn liên quan đến cái vai trò của người làm marketing, vai trò của marketing trong một cái tổ chức. Vậy là quản trị marketing trong tổ chức là như thế nào? Có bạn nào muốn trao đổi gì thêm hay là có muốn có phản biện gì về cái này không? Anh mời các bạn, có các bạn chúng ta cố gắng là tham gia chia sẻ với nhau ha, cùng nhau chia sẻ thì là cái lớp nó sẽ năng động hơn. Anh mời bạn Nhi Nguyễn. À, có một bạn tên là PH, không biết là bạn đặt cái tên PH này là bạn nào. Bạn Nhi Nguyễn có thể chia sẻ được không? Vậy là cũng không, có lẽ là bạn ấy cũng đang còn đang ngại chưa muốn chia sẻ ha. Rồi, anh mời OK. Bạn Phương Anh, có thể muốn chia sẻ gì không? Vai trò của marketing trong một cái tổ chức, các bạn nghĩ là có phải là giống như anh Vinh chia sẻ, nó giống như là cái chân của một con người? Dạ, thưa thầy em xin ý kiến không ạ? Dạ, thưa thầy em mời Ngân Lê. Dạ, tại vì em đã học quản trị kinh doanh, tại vừa thầy mới học thầy em đã học quản trị kinh doanh, tại vừa thầy mới học thầy. Em đồng ý tất cả những ý kiến thầy chia sẻ nãy giờ, là ngoài việc là quản lý chiến lược, nãy giờ là ngoài việc quản lý tài chính, marketing, nhân sự, tài chính, thêm một phần nữa mà em thấy thầy còn kinh, có thể là thầy gộp chung với marketing, đó là kinh doanh, thì có thể là thầy gộp chung với marketing. Công ty thì không thể em thiếu phòng kinh doanh được, công ty ngày xưa thì em thiếu phòng kinh doanh được. Cảm ơn bạn. Ngày phòng kinh doanh là cái là như anh chia sẻ đó, là phòng kinh doanh là quản trị sản xuất, là cái thân người này này. Phòng kinh doanh là đây này, đây là phòng kinh doanh này, quản trị sản xuất đó. Cái phòng kinh doanh là quản lý những cái vấn đề quản trị sản xuất và quản trị hoạt động, nó gồm có về tất cả những cái quản trị là chuỗi cung ứng, quản trị vận hành tổ chức sản xuất, là cái thứ này kia là phòng kinh doanh, là người ta quản lý cái này. Phòng marketing là quản lý, là giống như hai cái chân. Rồi, nhân sự, tài chính, chiến lược. Dạ. Yeah. Okay. Phòng kinh doanh là... Chứ còn phòng marketing nó không nằm trong phòng kinh doanh nha. Phòng marketing khác. À,
Rồi, dạ thưa thầy, nhưng mà em thấy có một số công ty á thì gần đây họ kinh doanh sẽ phụ trách đến là mảng kinh doanh. Có những công ty thì là tách riêng là kinh doanh và marketing, có những công ty thì em hỏi là kinh doanh và marketing. Công ty như thế nào thì lên là kinh doanh và marketing lại là công ty như thế nào thì lên để phát triển hoặc là lên tách ra để phát triển kinh doanh và marketing. Nên việc tách là việc gộp ấy nó có lợi và nó bất lợi như thế nào? Việc tách là việc gộp ấy nó có lợi và nó bất lợi như thế nào? Cảm ơn cái câu hỏi rất là hay của bạn. Không có cái gì là đúng, không có cái gì là sai. Khoa học tự nhiên thì 1 cộng 1 bằng 2, khoa học xã hội thì phù hợp hay không phù hợp. Có thể là cùng một cái câu hỏi, anh trả lời là yes, em trả lời là no, nhưng cả hai đều có thể đúng hoặc cả hai cũng có thể sai, không phải là anh trả lời yes, em trả lời no, vậy thì ai đúng ai sai đây? Tùy theo nha. Cũng có một cái case study như vậy, hoặc là có một cái tình huống như vậy, anh giải quyết hướng này, em giải quyết hướng khác hoàn toàn ngược nhau, cũng có thể là phù hợp. Hoặc có đôi khi là anh giải quyết thế này đúng, em thấy anh giải quyết hay quá, em bắt chiếc em làm theo, em dính đầu luôn, em fail luôn, em dính đầu máu luôn. Cho nên là khoa học tự nhiên thì có đúng có sai, có 1 cộng 1 bằng 2, nhưng khoa học xã hội thì không có đúng không có sai, chỉ có phù hợp với không phù hợp. Vì vậy câu trả lời của anh cho Ngân Lê là khi nào mà kết hợp giữa phòng kinh doanh và phòng marketing, hoặc là khi nào kết hợp giữa phòng sale và phòng marketing, tùy thuộc vào cái quy mô tổ chức, quy mô lớn hay nhỏ của một cái công ty, của tổ chức đó, và tùy theo cái chiến lược của ông sếp đó, cũng tùy theo từng giai đoạn, cái mong muốn của ông sếp đó, ông muốn cái gì thì ông xây dựng cái cơ cấu tổ chức theo cái hướng đó để phục vụ như vậy. Ở trong phòng, trong lớp chúng ta hôm nay có một số, anh thấy cũng khá nhiều bạn là nam, đúng không? Có một số bạn nam, các bạn nam thì thường hay thích đá banh, chắc chắn là như vậy, hầu hết là nam thích đá banh. Đó. Vậy thì anh lấy một cái ví dụ về đá banh. Một cái huấn luyện viên giỏi như ông Park Hang-seo, khi mà ông đấu với đối thủ này thì ông dùng cái chiến lược này, ông đấu với đối thủ khác, ông dùng chiến lược khác. Thực ra cái chiến lược đấy là cái gì? Là ông cái sơ đồ tổ chức, ông sắp xếp đội hình trên sân nhất là cái gì đâu, đúng không? Đó, cái cách ông sắp xếp bố trí đội hình và cái đó là cái chiến lược của ông, đúng không? Cái bố trí sắp xếp đội hình là cái cao nhất của chiến lược. Vậy thì một tổ chức, một công ty cũng như thế thôi. Cái ông sếp, ông mong muốn cái mục tiêu gì thì ông có thể sắp xếp cái tổ chức nó gộp hay nó tách. Trong giai đoạn này, thời điểm này ông gộp xong, vài năm sau ông lại tách, xong mấy nữa ông lại gộp lại, chuyện bình thường. Đó là tùy vượt vào cái mục tiêu của công ty. Nhưng thông thường nhất, người ta ít khi gộp là phòng kinh doanh với phòng marketing, ít lắm, cũng có nhưng mà ít lắm. Thường người ta hay gộp phòng sale và phòng marketing vào một. Đó, cái đó là thường người ta hay gộp. Tuy nhiên nếu mà nói thực tế thì sale và marketing là hai cái khái niệm hoàn toàn trái ngược nhau và khác nhau. Sale là cái người đi thuyết phục khách hàng, chốt cái deal để mang lại doanh thu. Marketing là cái người đi tiêu tiền, tức là marketing đi tiêu tiền, còn sale thì là đi kiếm tiền. Vậy là hai thằng này nó conflict với nhau, nó cãi nhau, nó tao đi kiếm tiền hết hơi về cho thằng marketing nó tiêu, mà nó đi tiêu quá trời chả làm ra được cái gì, nó suốt ngày đi tiêu tiền thôi. Đó, thì có những cái conflict như vậy. Nhưng khi mà một cái tổ chức ở một quy mô nhỏ thì sale và marketing vẫn có thể gộp vào nhau được để cho nó thể nó hỗ trợ, vừa tiết kiệm chi phí và hỗ trợ cái hai bộ phận nó hỗ trợ qua lại với nhau. Nhưng khi nó đủ lớn thì nên tách nó ra, và khi nó tạo ra những cái conflict, những cái sự đấy là cái mâu thuẫn thì nên tách cái phòng sale và marketing ra. Đấy. Sản xuất cũng như vậy, khi mà ở một cái tổ chức nhỏ, mình ở đây mà nói cái gọi là doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp vừa và nhỏ thì nó cũng vô chừng lắm. Anh có thể nói là những cái doanh nghiệp siêu nhỏ đi, siêu nhỏ tầm chừng dưới 50 người, 20-30 người thì có thể nên gộp phòng marketing với cái phòng kinh doanh. Ok, gộp lại được. Thực sự lúc này là ông sếp ông ấy là ôm luôn cả phòng marketing sale luôn. Đấy, thì đấy là đối với những cái doanh nghiệp nhỏ. Còn khi một cái doanh nghiệp, một cái tổ chức đã đủ lớn, có nhiều phòng ban, có nhiều sản phẩm, nhiều cái chức năng phân hệ thì phải có phòng kinh doanh riêng, tách ra, không nên trùng với phòng marketing. Rồi, không biết câu hỏi cái câu trả lời của anh như vậy, bạn Ngân Lê có hài lòng hay chưa, hay là có muốn thảo luận thêm gì không? Dạ vâng, em cảm ơn thầy ạ.
Vâng, okay. Em cảm ơn thầy ạ. Anh cảm ơn các em. Rồi, anh sẽ đi thêm một cái tiếp theo một chút xíu. Cái này anh muốn chia sẻ các bạn một cái video clip. Cái này là trong cái Are you working in your plan? What's the place in your plan? The same goes if somebody asks me, yes, do I have to use my port, my phone? 6 bước để xây dựng một cái kế hoạch marketing. Bây giờ các bạn làm marketing thì các bạn phải xây dựng kế hoạch làm xây dựng phải biết xây dựng kế hoạch marketing. Đó, đấy là một cái nhiệm vụ là của người giám đốc marketing hoặc là trưởng phòng marketing. Nhưng ngay cả một nhân viên marketing, nếu mình muốn phát triển trong nghề nghiệp, mình phải biết xây dựng kế hoạch marketing. Vậy thì cái kế hoạch marketing sẽ bao gồm những cái gì? Ở đây nó có 6 bước. Anh sẽ bắt đầu với các bạn bước số 1. Cái bước số 1 là starting point với mission, vision, objective hoặc là goals. Có bạn nào muốn trao đổi hay chia sẻ, các bạn nào hiểu về mission vision chưa? Lúc nãy là có bạn trong lớp là bạn nào đã bạn Ngân Lê cũng đã học quản trị kinh doanh. Bạn có khái niệm gì về mission vision không? Mission là gì, vision là cái gì? Và theo hiểu biết của các bạn diễn tả bằng cái ngôn ngữ hiểu biết của mình, không cần phải đi search Google tìm cái định nghĩa một cách formal, không quan trọng. Quan trọng là mình hiểu là cái gì. Bạn có biết mission vision là gì không? Bạn Ngân Lê. Không thầy, giúp em. Alo. Rồi mời bạn Linh, bạn Linh hay bạn gì hôm nay? Ok. Rồi, bây giờ anh sẽ nói đi vào cái mission vision. Mission vision, mission là sứ mệnh. Có một số sách dịch là nhiệm vụ, một số sách dịch là sứ mệnh. Tuy nhiên, anh thì thích cái cách dịch là sứ mệnh hơn. Thực ra không có đúng không có sai mà anh nói là anh thích cái cách dịch là sứ mệnh hơn. Anh bôi đi cho nó để nó sứ mệnh và tầm nhìn. Vậy sứ mệnh cụ thể nó là cái gì? Theo cái chia sẻ và cái quan điểm của anh, sứ mệnh là cái lý do để chúng ta tồn tại trên cõi đời này. Lý do để cái doanh nghiệp, cái tổ chức đấy tồn tại trên cái thị trường này. Vậy là cái sứ mệnh là một cái nó hơi mang tính trừu tượng, hơi mang tính triết học một tí. Nó là cái gì đó là mang tính rộng lớn và không bao giờ có một cái giới hạn nhất định, không bao giờ có thời hạn nhất định. Không có cái sứ mệnh là 5 năm, không có cái sứ mệnh 10 năm, không bao giờ có cái sứ mệnh là 20, 50 năm, không có sứ mệnh. Cái sứ mệnh là cái gắn bó với cái tổ chức đấy, không bao giờ hết, không bao giờ dừng. Khi nào chúng ta thay đổi sứ mệnh, có nghĩa là chúng ta đã thay đổi cái tổ chức đấy thành một tổ chức khác. Đó, cái sứ mệnh là như vậy. Rồi cái tầm nhìn là cái gì? Bây giờ báo chí mà mọi người vẫn cứ nói là ủa, lãnh đạo phải có tầm nhìn, tầm nhìn của chúng tôi như thế này, tầm nhìn chúng tôi như thế kia. Như vậy cụ thể tầm nhìn là cái gì? Đôi khi có nhiều khi cũng hiểu nhầm hoặc là chưa rõ chính xác. Thì quan điểm của anh, cái tầm nhìn là cái mình hình dung ra, mình dự đoán, mình hình dung ra cái tổ chức của mình, cái công ty của mình trong 5 năm hoặc 10 năm nữa, thường là 10 năm trở lên, chứ 5 năm là rất ít, thường là 10 năm. 10 năm sau, cái công ty của mình, cái tổ chức của mình, nó sẽ như thế nào? Nó sẽ đứng thứ mấy ở thị trường? Nó sẽ có doanh thu bao nhiêu? Nó có sẽ nhân sự bao nhiêu người? Nó sẽ đạt được bao nhiêu phần thị phần? Đó. Đấy là cái hình dung ra, đó. Cái hình dung ra, cái dự đoán, cái hình dung ra cái tổ chức công ty mình trong 10 năm nữa hoặc là 15, 20 năm nữa, nó ra sao? Đó là cái tầm nhìn. Các bạn ngày xưa là còn nhỏ, có bạn nào, anh nghĩ là chắc bạn nào cũng sẽ có cái trường hợp là đi tập xe đạp đúng không? Anh vẫn luôn nhớ một cái kỷ niệm của anh.
là khi đó anh 12, 13 tuổi gì đó không nhớ, là anh tập xe đạp ở quê. Ông anh trai của anh là hỗ trợ anh tập xe đạp. Ông ấy cầm cái các ba ga sau lưng, ông ấy giữ cái các ba ga cho mình leo mình nhìn đạp. Thì lúc đầu là cái xe nó cứ loằng ngoằng, nó không đi được thẳng, nó cứ loằng ngoằng phía trước thôi. Thì ông mới là nhìn xa ra. Ở vậy là mình nhìn xa ra đằng trước, tự nhiên cái tay nó thẳng băng, vậy là cứ thế là đi được. Đó. Vậy thì đối với lại một tổ chức, một công ty cũng giống như vậy. Khi mình có một cái tầm nhìn xa 10 năm hay là, thì đó là cái định hướng cho công ty mình phát triển để đạt được cái mục tiêu đó. Mục tiêu dài hạn trong 10 năm, 20 năm. Thì khi chúng ta đã xác định những cái mục tiêu đó thì chúng ta sẵn sàng bỏ qua những cái lặt vặt, vụn vặt, những cái nhỏ nhặt bên trước mắt. Cũng giống như tập xe đạp, thì khi chúng ta có một cái nhìn xa ra thì chúng ta sẽ không quan tâm đến những cái gì là ngay trước bánh xe. Tại sao anh chạy xe lúc đầu lại cứ loằng ngoằng như vậy? Tại vì anh cứ cắm mặt anh xuống, anh nhìn phía trước cái bánh xe, cứ nhìn trước cái bánh xe, nhìn sát sát trên đường, nhìn trước cái bánh xe. Vậy cho nên là cái nó cứ loằng ngoằng như vậy. Khi mình nhìn xa ra một cái là tự nhiên nó thẳng. Một tổ chức cũng như vậy. Khi chúng ta đã có tầm nhìn thì chúng ta sẽ bỏ qua những cái vụn vặt, những cái chi tiết, tiểu tiết, lặt vặt bên trong, định hướng đến một cái mục tiêu lớn hơn. Thì đó là sứ mệnh và tầm nhìn. Sứ mệnh tầm nhìn này không phải là chỉ dành cho marketing mà nó dành cho cả một tổ chức, cả một công ty. Vì vậy, các hoạt động của công ty, của tổ chức đó phải nhằm mục tiêu để giúp công ty đạt được sứ mệnh tầm nhìn này. Cái ông làm tài chính cũng phải là phục vụ cho cái sứ mệnh tầm nhìn của công ty. Ông làm nhân sự cũng sẽ phải là đóng góp một phần nào cho cái thành công và cái sứ mệnh tầm nhìn của công ty. Rồi cái ông làm công nghệ, cái ông làm gì đó cũng là phải bám theo sứ mệnh tầm nhìn của công ty. Vậy thì cái ông làm marketing, ông cũng phải làm sao ta? Cũng phải bám vào sứ mệnh tầm nhìn của công ty chứ. Vậy là xây dựng kế hoạch marketing cũng phải là một trong những kế hoạch để đáp ứng nhu cầu khách hàng, nhưng cuối cùng cũng là phù hợp vào cái sứ mệnh tầm nhìn của công ty. Đó. Vậy là cái bước đầu tiên của xây dựng kế hoạch marketing, người làm marketing luôn luôn phải nắm là thấu hiểu sứ mệnh tầm nhìn của công ty. Từ khi thấu hiểu sứ mệnh tầm nhìn của công ty thì mới xây dựng một cái chiến lược hoặc là một cái kế hoạch marketing phù hợp nhất. Và lúc đó mới đúng, và cái kế hoạch mới đúng. Chứ còn nếu không, chúng ta có thể là đi sai đường. Chúng ta đi nhanh, đi chậm không quan trọng, mà chúng ta đi đúng hướng là cái điều quan trọng nhất. Người Singapore nó có một câu nói là không cần biết chúng ta đi nhanh hay chúng ta đi chậm, vấn đề quan trọng nhất là chúng ta vẫn đang đi. Đó, anh sang Singapore anh học được cái câu đó. Rồi, cái bước thứ nhất là sứ mệnh tầm nhìn là nó như vậy ha. Các bạn không biết là có cái gì chưa rõ thì các bạn có thể là trao đổi phản biện ha. Rồi, cái phần thứ hai anh muốn trao đổi các bạn, bước thứ hai là cái bước phân tích môi trường vĩ mô, môi trường bên ngoài, external analysis, phân tích môi trường bên ngoài. Và phân tích môi trường bên trong. Từ phân tích môi trường bên ngoài và phân tích môi trường bên trong thì mới là rút ra được cái chiến lược marketing. Để rút ra chiến lược marketing thì chúng ta có cái phân tích SWOT. Rồi, từ đó chúng ta tìm ra những cái key issue. Rồi sau đó dần dần chúng ta xây dựng một cái chiến lược. Rồi tiếp sau khi xây dựng chiến lược xong thì chúng ta sẽ là bắt đầu về một cái chiến lược marketing triển khai. Chiến lược marketing đây, và cuối cùng là kế hoạch hành động. Rồi vậy thì bây giờ anh focus vào cái vấn đề chúng ta có thể thảo luận ở đây là vậy thì external analysis là phân tích cái gì ta? Phân tích external analysis là phân tích cái gì? Anh muốn vẽ một cái hình nữa cho các bạn. Đây là giả sử đây là cái doanh nghiệp của chúng ta. Là bên trong cái hình này nó là những cái internal, nó là môi trường bên trong đấy. Internal sẽ nó gồm cái gì? Thường nó gồm là
tài chính, đấy là tiền mình vì gạo bạc về tiền tài chính là như thế nào, nhân sự ra sao, công nghệ như thế nào, quy trình làm việc là ra sao, rồi thương hiệu như thế nào, gì đó rất là nhiều. Đấy là cái môi trường bên trong gồm cái đấy. Môi trường bên ngoài thì chúng ta sẽ có hai cái vòng tròn như này, anh vẽ cho các bạn. Nhưng cái vòng tròn ngoài cùng này, môi trường bên ngoài gồm có hai vòng tròn. Vòng tròn ngoài cùng này người ta gọi là môi trường vĩ mô, tức là macro environment ấy, tức là môi trường vĩ mô. Và cái vòng tròn thứ hai người ta gọi là môi trường vi mô. Các bạn học quản trị kinh doanh thì nó sẽ có cái môn học là kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô, thì nó là hai cái này. Vậy thì vĩ mô là cái gì, phân tích môi trường vĩ mô là phân tích cái gì, và phân tích môi trường vi mô là phân tích cái gì? Có rất nhiều những cái công cụ, những cái mô hình để phân tích môi trường vĩ mô và vi mô, nhưng thường và thông dụng nhất là người ta dùng Bethel để phân tích môi trường vĩ mô. Còn môi trường vi mô thường người ta dùng Five Forces để phân tích môi trường vi mô. Vậy Bethel là cái gì và Five Forces là cái gì? Bethel, cái chữ P thứ nhất là political, vấn đề liên quan đến chính trị. Nó nói về thể chế chính trị, những cái chính sách của nhà nước, những cái ưu đãi về thuế, ưu đãi về về chính sách gì đó, những cái vấn đề gì ưu đãi, rồi những cái thể chế, những cái là quan hệ quốc tế như là tham gia vào những cái tổ chức quốc tế như WTO, CPTPP hoặc là Việt Nam EU, đó là những cái chính sách, những cái thể chế của nhà nước là đóng góp, nó tác động gì vào cái business của chúng ta. Vậy thì chúng ta sẽ phân tích cái đó để tìm ra cái cơ hội nguy cơ của chúng ta. Cái E này nó là economic. Economic này là nó nói về những cái gì? Nó nói về là GDP, thu nhập quốc dân, rồi thu nhập bình quân đầu người, rồi nó nói về cái gì? Nó nói về tỷ lệ lạm phát, nó nói về tỷ giá hối đoái, nó nói về lãi suất ngân hàng, đó, đấy là những cái vấn đề về economic. Thì những cái economic này nó tác động, tất cả những cái phân tích này nhằm mục tiêu cái gì? Nhằm mục tiêu để khi chúng ta tìm ra những cái cơ hội nguy cơ, rồi từ đó xây dựng cái kế hoạch marketing. Cái chữ S này là social, nhưng mà thường thường anh hay chia sẻ với các bạn social, nhưng mà các bạn nên dùng từ chữ là social and culture, tức là văn hóa xã hội. Đấy. Thì khi mà chúng ta nói về văn hóa xã hội, thói quen tiêu dùng của khách hàng như thế nào, đấy là văn hóa. Rồi những cái hành vi tiêu dùng khách hàng ra sao, là văn hóa. Rồi nói về xã hội thì là population, là dân số như thế nào, dân số, rồi cái dân số trẻ, dân số già và các thứ nào kia, những cái vấn đề đó nó tác động gì đến kinh doanh của chúng ta, đến cái kế hoạch marketing của chúng ta, thì đấy là vấn đề liên quan đến social. Chữ T này là technology. Technology là cái phát triển của công nghệ này như thế nào, tác động gì. Chữ Y này là environment, mà anh hay dùng cái từ nó gọi là natural environment, có nghĩa rằng môi trường tự nhiên nha, chứ không phải là, có nghĩa là mình sẽ nói về những cái vấn đề như vị trí địa lý, những cái vấn đề liên quan đến thời tiết, khí hậu, vấn đề liên quan đến ô nhiễm. Thì cái những cái này là chúng phân tích để tìm ra những cái liên quan đến ảnh hưởng đến business người ta. Cái cuối cùng chữ L này là legal. Rồi, luật pháp, các điều luật, các quy định của nhà nước, luật kinh doanh, luật nọ luật kia. Five forces là môi trường vi mô, tất cả những cái này five forces thì người ta cũng sẽ có năm cái yếu tố. Yếu tố thứ nhất là khách hàng. Yếu tố thứ hai là đối thủ trực tiếp. Yếu tố thứ ba là nhà cung cấp. Yếu tố thứ tư là sản phẩm thay thế. Và yếu tố thứ năm là đối thủ tiềm ẩn. Năm cái yếu tố này nó tác động gì đến cái business của chúng ta, tác động gì đến cái định hướng làm marketing của chúng ta. Phân tích hai cái
năm yếu tố này, five facets và Bethel này, phân tích hai mô hình này, à, phân tích hai cái mô hình này để chúng ta, ok, phân tích hai cái mô hình này để chúng ta làm gì? Để chúng ta tìm ra cơ hội và nguy cơ. Phân tích cái môi trường bên trong này để chúng ta tìm ra điểm mạnh và điểm yếu. Từ cơ hội, nguy cơ, điểm mạnh, điểm yếu chúng ta kết hợp lại với nhau, chúng ta xây dựng một chiến lược kinh doanh. À, đó thì đấy là một số cái điểm anh muốn chia sẻ ở, đối với các bạn. À, phân tích môi trường. Sau khi điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, nguy cơ này xong thì chúng ta sẽ đưa vào một cái phân tích gọi là phân tích SWOT. À, có rất nhiều người là phân tích SWOT theo cái mô hình như thế này. Đây là điểm mạnh là strength, điểm yếu là weakness, cơ hội là opportunity và nguy cơ là threat. À, anh luôn luôn nghĩ rằng như vậy nó không phù hợp lắm, không đúng. Anh nghĩ theo quan điểm của anh cái này là sai, quan điểm của anh như vậy. Vậy thì như thế nào là đúng? Anh thường phân tích SWOT, anh sẽ phân tích theo mô hình như thế này. Rồi, đây là điểm mạnh, strength, đây là điểm yếu, weakness, đây là cơ hội, opportunity và nguy cơ, threat. Chúng ta sẽ phân tích môi trường bên ngoài và bên trong để chúng ta tìm ra những cái điểm này. Điểm mạnh chúng ta sẽ có rất nhiều điểm mạnh, nhưng chúng ta lựa chọn ra 3 đến 5 cái điểm mạnh chính. Điểm yếu chúng ta lựa ra 3 đến 5 điểm yếu chính. Cơ hội 3, 4, 5 điểm yếu, cơ hội và nguy cơ 3, 4, 5 nguy cơ chính. Cái vấn đề quan trọng nhất là cái vấn đề ở chỗ này chúng ta làm cái gì đây? Kết hợp giữa điểm mạnh và cơ hội để làm được cái gì? Kết hợp giữa điểm mạnh và cơ hội để triển khai ra một cái chiến lược gì? Đó, là chúng ta xây dựng cái chiến lược ra sao? Thế đấy là kết hợp này. Và thứ hai, nó là kết hợp giữa điểm yếu. Nó vừa yếu, nó lại vừa có nguy cơ thì chúng ta làm gì ở đây? Đó. Thì đấy là hai cái điều quan trọng nhất. Điểm mạnh và cơ hội thì chúng ta làm gì? Thường điểm mạnh và cơ hội chúng ta đã mạnh rồi, cơ hội thị trường có thì chúng ta mở rộng sản xuất, phát triển kinh doanh. Rồi là chúng ta đang trong cái, anh lấy cái ví dụ đá banh là khi này chúng ta sẽ trong cái chiến lược là tấn công, mở rộng, phát triển. Còn khi mà vừa có điểm yếu lại vừa có nguy cơ thì cái chiến lược chúng ta sẽ là thu hẹp sản xuất, là hạn chế, rồi là phòng thủ. Đó. Vậy thì tiếp theo, nếu mà kết hợp cơ hội và điểm mạnh, rồi nguy cơ và điểm yếu là như vậy rồi. Thế thì bây giờ kết hợp điểm yếu và cơ hội thì chúng ta kết hợp làm sao? Và kết hợp điểm mạnh và nguy cơ thì chúng ta kết hợp làm sao? Thường là những cái ô này thì chúng ta sẽ là ở mức trung dung. Nếu chúng ta còn nguồn lực thì chúng ta sẽ triển khai. Chúng ta vẫn làm nhưng chúng ta không ưu tiên, không xây dựng đây là một cái ưu tiên số 1 để làm. Hai cái ô đỏ này là ưu tiên phải làm, còn hai ô vàng này nó là không phải là một cái ưu tiên số 1. Từ những cái dấu này là anh đang ghi ra đây đó, từ cái những cái này thì các bạn sẽ xây dựng được cái chiến lược, và lúc đó các cái hoạt động khác như là truyền thông, quảng cáo gì nó sẽ bám vào cái chiến lược này. Vậy thì cụ thể hơn đến cái bước tiếp theo. Ok, đến cái bước tiếp theo của cái chỗ này thì anh sẽ nói tiếp các bạn. Có nghĩa rằng là chúng ta đã đi đến cái hết cái phần thứ năm này rồi. Vậy thì bây giờ khi nào xong hết cái phần thứ năm, xác định được chiến lược rồi thì cái implementation plan, có nghĩa là kế hoạch hành động, kế hoạch hoạt động, hành động. Thì kế hoạch hành động này chúng ta làm cái gì, chúng ta làm ra sao? Đó, thì anh muốn chia sẻ các bạn là kế hoạch hành động này nó sẽ dựa vào cái mô hình gọi là marketing mix. Marketing mix thì nó sẽ có hai cái, nó gọi là hai cái mô hình. Thứ nhất là 4P,
và thứ hai là 7P. Bốn P thì gồm cái gì? P thứ nhất là sản phẩm, product. P là product, sản phẩm. P thứ hai là price, giá cả. P thứ ba là kênh phân phối, place. Kênh phân phối, place là kênh phân phối. P thứ tư là promotion, là tiếp thị. Đây là bốn cái P này. Và cái loại thứ hai là 7P. 7P thì nó mặc nhiên sẽ gồm 4 cái P này cộng với lại 3 cái P nữa. Là cái P thứ nhất là con người, people. Cái P thứ hai là các cái quy trình, procedure, process. Cái P thứ tư, ba, cái thứ bảy trong này, 5, 6, 7 là cái P về cái gọi là cái cơ sở vật chất, gọi người ta dùng cái từ physical evidence. Physical evidence có thể dịch là bằng chứng hữu hình, hoặc là bằng chứng hoặc là dùng bằng chứng thôi là được. Ok, đấy. Thế thì khi nào người ta dùng 4P và khi nào là dùng 7P, 4P và 7P? Thường là khi một cái sản phẩm hữu hình như là cái quần, cái áo, cái bàn, cái ghế hay là cái gì mà người ta nhìn thấy, sờ thấy, nắm thấy được, người ta cảm nhận được, người ta trải nghiệm được thì người ta dùng 4P là 4P. Còn những cái dịch vụ vô hình thì người ta thường dùng là 7 7P. Tức là dùng thêm 3P này. Thực ra 3P này nó là hữu hình hóa cái vô hình. Hữu hình hóa đó, thì đấy là cái anh chia sẻ các bạn về 4P và 7P đó. Thì đó là những cái tạm thời anh dừng cái chia sẻ ở đây để thảo luận trong cái phần trình bày cũng khá là dài. Các bạn có muốn hỏi hay là trao đổi thảo luận thêm cái gì, chúng ta bắt đầu thảo luận ha. Ok, xin mời các bạn nào. Ok, rồi. Các bạn có muốn dừng lại để trao đổi, các bạn có không ạ? Bạn Tuấn Anh, nãy giờ cái chia sẻ của anh Vinh hay bạn Tuấn Anh thấy thế nào? Có muốn có rõ không? Bạn là dân IT thì với những cái gì anh Vinh nói thực ra nó mới chỉ là những cái cơ bản nhất thôi. Cũng rất là khó để có thể là hiểu sâu được. Thì bạn Tuấn Anh có thể chia sẻ một tí xíu, bạn có hình dung ra được cái gì không? Em cũng chỉ nghe qua các nghe điểm đấy thì cũng chưa thể chia sẻ được gì. Nhưng mà nói thì tức là những khái niệm cơ bản thì em cũng đã từng có nghe qua rồi nhưng mà chưa hiểu, chưa nói được. Ok, cảm ơn bạn Tuấn. Bạn Ngân Lê có thể là chia sẻ được gì không? Bạn Ngân Lê có muốn hả? Bạn Ngân. Thứ hai thì những cái P của thầy thì em có được học qua và cũng có từng trải nghiệm qua. Và giờ được thầy ôn lại so với em cũng rất lại hơn. Nhưng mà cho em hỏi một chút, theo thầy thì 7B thì cái P nào lên được chú trọng trước tiên trong việc làm marketing ạ? Cảm ơn bạn Ngân Lê, luôn luôn là một câu hỏi rất là thú vị ha, một câu hỏi rất là thú vị. Thực sự thì tùy theo từng giai đoạn, cái P nào sẽ là cái P quan trọng nha, tùy theo từng giai đoạn. Nhưng theo quan điểm của anh, cái P đầu tiên, product, luôn luôn là cái điều quan trọng nhất. Đấy là quan điểm của cá nhân anh. Tuy nhiên cũng từng giai đoạn sẽ có những cái loại giai đoạn khác thì những cái P khác nó sẽ thay đổi, là nâng tầm quan trọng hơn lên. Nhưng nhìn tổng thể thì anh nghĩ rằng
cái product luôn luôn là cái P quan trọng nhất. Người ta nói người tiếng Việt, người Việt mình có một cái câu là tốt hộ, tốt gỗ hơn tốt nước sơn, đúng không? Tức là cái gì là chất lượng vẫn là quan trọng nhất. Nói gì thì nói, nếu mà cái sản phẩm của bạn không tốt, không có chất lượng, thì bạn càng quảng cáo truyền thông, các bạn càng làm nhiều thì càng dở, đúng không? Thì các bạn là càng làm nên là càng dở. Vậy nếu mà các bạn là sản phẩm của bạn tốt rồi, thì lúc đấy làm truyền thông nó mới có hiệu quả, làm marketing, làm quảng cáo nó mới có hiệu quả. Còn sản phẩm chưa tốt thì càng nói nhiều càng dở. Đó. Sản phẩm của bạn là tốt rồi mà giá cả của bạn phù hợp thì ok. Còn nếu mà các bạn chỉ tập trung vào cái giá cả thôi, không quan tâm đến chất lượng, thì mình nói có một cái câu gọi là tiền nào của đấy, thì cũng được. Tôi thì chỉ tập trung focus vào cái sản phẩm của tôi ở mức độ vừa phải thôi. Ví dụ một cái điều gì đó mà chúng ta đã từng xảy ra cách đây cũng chừng mười mấy hơn chục năm. Cái thời gian đó đặc biệt nhất ở ngoài Bắc là cái xe quay tàu ấy, cái xe máy ấy, xe quay tàu nó bán rẻ như bèo, nhà nào cũng có cái xe, mua cái xe mặc dù cái chất lượng nó cực kỳ tệ mà đi nó nguy hiểm nữa, nhưng nó rẻ quá trời luôn, có mấy triệu bạc một cái, vậy là quá trời, nhà nào là cũng mua. Vậy thì lúc đấy cái chiến lược của thằng là sản xuất cái xe quay tàu đấy, nó nhắm vào cái chiến lược giá cả, nó không nhắm vào chiến lược chất lượng, không quan trọng là cái product mà nó chỉ quan trọng giá cả thôi. Vậy nó đúng hay nó sai? Mình đâu thể nói nó sai được, cũng tùy theo cái định hướng của nó thôi. Đó thì đấy là anh muốn trả lời câu hỏi của bạn là cũng tùy theo, có những lúc là giá cả là quan trọng, nhưng cũng có những lúc là promotion, những cái là mình khuyến mãi tiếp thị truyền thông rồi nọ kia, có những cái chương trình này chương trình kia thì nó sẽ đem lại lợi thế. Rồi có những khi là kênh phân phối là quan trọng. Thế nhưng mà đến cái thời điểm này theo quan điểm của cá nhân anh, kênh phân phối bây giờ nó lại tùy theo quan điểm nhé, cái nhìn nhé, có thể nó sẽ là rất quan trọng, nhưng cũng có thể là người ta nói là bây giờ kênh phân phối online rồi, mọi cái nó dễ dàng rồi, ai cũng có thể dễ dàng, chứ không cần phải xây dựng một kênh phân phối là hiện hữu nữa, không phải là physical nữa mà là online rồi. Thế thì người ta lại không đánh giá cao kênh phân phối nữa. Thì đấy là có những cái quan điểm thôi. Đấy, thì đó là câu trả lời của anh cho bạn Ngân, ha, Lê Ngân. Tuy nhiên ở bất kể cái thời điểm nào, ở bất kể là nào, nhìn một cái tổng quan và nhìn một cái dài hạn thì product, sản phẩm luôn luôn là cái P quan trọng nhất. Tốt, chất lượng tốt, sản phẩm chất lượng tốt, đúng đúng những cái gì cam kết, đúng những cái gì chúng mình làm, thì cái đó là cái quan trọng đầu tiên. Từ đó nó sẽ có thể làm tất cả những cái khác. Theo bạn thì thế nào? Bạn có thấy đồng ý quan điểm của anh không? Hay là bạn có cái quan điểm gì khác? Bạn Lê, Ngân Lê. Vâng, em đồng ý quan điểm của thầy. Em suy nghĩ là sản phẩm lúc nào cũng là cái mà chỉ còn doanh nghiệp, vì là khách hàng sau khi mà sản phẩm chất lượng tốt thì họ mới quay lại mua tiếp. Đúng rồi. Đó, chính xác là như vậy ha. Ok, cảm ơn bạn. Anh muốn có một số bạn nào khác muốn thảo luận thêm. Bạn Hồ Nhật Thảo xem có trao đổi được không, bạn Thảo? Nãy giờ dạ, hay quá Em thì có một vài cái chia sẻ. Đấy, cũng là một cái trải nghiệm thực tế mà em vừa từng trải qua rồi, tức là cách đây mấy năm á thì em có một cái công ty nó sản xuất một cái loại camera mà nó có thể vừa bay trên trời mà có thể là sự lặn dưới nước. Nói chung là cái công nghệ rất hiện đại, thì nó làm một cái chương trình marketing rất là hay trên toàn thế giới và thời điểm đó là em nhớ là có đặt hàng là $300 cho cái sản phẩm là $3,000+ đấy. Có nghĩa rằng là chúng nó chưa có sản phẩm mà mình đã đặt tiền rồi, nhưng mà sau 3 năm thì nó nói rằng là chúng tôi không sản xuất được sản phẩm này bởi vì là cái lượng người mua ít quá. Đấy, thế thì tôi suy nghĩ rằng là
mình lo mình nghĩ là có sản phẩm rồi thì mình mới bắt đầu làm cái quy trình marketing. Nhưng mà thực ra thì khi nó chưa có sản phẩm thì nó đã thực hiện cái chương trình marketing trước rồi. Thì không biết là cái điều này là nó có đúng trong cái trường hợp này không hay không, anh Vinh ạ? À, thực ra thì anh muốn chia sẻ với các bạn, nếu mà trong cái đấy là chiến lược kinh doanh, người ta nó có một cái chiến lược, ví dụ như là cái này là nó áp dụng khá nhiều. Các bạn nghe là cái chuyến bay lên mặt trăng gì đó, tức là nó bán cái vé, nó chưa tổ chức là thực hiện chuyến bay mà nó bán vé cách đây mấy năm, và khi nó bán vé ra một cái là người ta đặt chỗ hết trơn rồi đó. Có nghĩa rằng người ta đặt hàng trước cái sản phẩm. Đương nhiên cái chiến lược marketing này, cái điều quan trọng nhất là phải là làm thế nào để cho người ta tạo cái niềm tin. Anh sẵn sàng bỏ ra một cái số tiền và anh sẵn sàng chấp nhận cái rủi ro đó. Cái đó nó thường rất là nằm ở trong cái gọi là cái chiến lược giá. Trong cái 4P lúc nãy là anh chia sẻ đấy, P sản phẩm, P giá cả đó. Rồi lúc nãy là bạn này, bạn Ngân Lê hỏi anh là P nào quan trọng nhất. Vậy thì trong cái trường hợp một cái bạn Thảo Lê này nói chuyện này, thì lúc này cái P price sẽ là cái P quan trọng nhất nha bạn này, bạn Thảo vừa nói với lại bạn này, Ngân Lê nhé. Tại sao anh lại nói cái P price là quan trọng? Tại vì cái giá của cái sản phẩm bay như là bạn Thảo bạn nói là $3,000 thì nó tương đương khoảng chừng 100 triệu. $3,000 thì người ta không sẵn sàng bỏ ra một cái số tiền đấy, bởi vì người ta nghĩ là cái này một rủi ro không đáng bỏ ra $3,000, lỡ là thành công hay lỡ thất bại. Thế nhưng mà nếu mà cái chiến lược giá của nó xây dựng là ok, anh chỉ là đặt hàng đặt chỗ trước thôi, giống như anh đặt chỗ đưa một cái chân vào, giống như là cái sự đặt cọc deposit thôi, $300 thôi, hoặc là đôi khi là chỉ là $100 thôi, thì cái giá trị của cái sản phẩm này nó là 3,000, nhưng mà bây giờ là anh đặt trước là 100 hoặc 300. Đến khi là có ra sản phẩm, cái giá lúc đó nó là anh sẽ mua 3,000. Nhưng thực giá thị trường lúc đấy có thể người nào mà mua tại thời điểm lúc đó mới mua, có thể nó lên 5,000, 10,000 hoặc là có thể nhiều hơn nữa. Vậy thì nếu em Thảo, em làm một cái vị trí người mua hàng, em bảo ok, nếu có mất thì cũng lắm mất 300 mà. Có mất thì cũng mất là có ít thôi, có 300 mà có 100 mà 300. Rồi. Mà nó lại còn cam kết là nếu mà không được thì nó trả lại tiền 300, chứ nó có phải mất 300 đâu. Nó nói rằng anh đặt cọc trước 300 thôi, nếu mà thành công là đến ngày này tôi sẽ giao hàng cho anh, còn nếu ngày này mà tôi không giao hàng tôi trả lại tiền cho anh. Vậy là thực ra là mình chỉ có rủi ro là mình bị nó chiếm dụng vốn $300 trong một cái thời gian nào đó. Vậy cái rủi ro của mình tương đối thấp. Và với cái rủi ro tương đối thấp đấy thì mình dễ dàng chấp nhận cái rủi ro đó, dễ dàng đánh thỏa. Còn cái được của mình là gì? Nếu khi đúng đến thời điểm đó mình mua cái sản phẩm đó, nó phải là 10,000 hay là nhiều hơn nữa, vậy là mình được mua rẻ. Đấy là cái chiến lược giá của những cái thằng đưa ra sản phẩm đó. Rồi đưa một cái ví dụ như của bọn anh. Anh đang nãy giờ lúc đầu anh đã giới thiệu, cái này cũng không phải quảng cáo rồi, nhưng mà nó đang trao đổi về cái vấn đề chiến lược marketing. Anh đang xây dựng chương trình MBA của trường đại học UBIT Thụy Sĩ và chương trình MBA của trường đại học Upload Mỹ. Cái học phí là UBIT là 8,500, học phí của Upload là 6,500. Anh cứ giả sử Upload 6,500 đi, 6,500 nó cũng phải là 130 triệu rồi, tức là hơn 100 triệu. Số tiền đấy cũng khá lớn. Nếu mà các bạn nghĩ rằng các bạn chấp nhận bỏ một số tiền, bạn tự tin hoàn toàn vào viện idea, các bạn tự tin hoàn toàn vào chương trình Apple, bạn tìm hiểu, bạn nghiên cứu, bạn thấy đáng tin rồi, bạn quyết định luôn, ok, được ra một quyết định, không có vấn đề gì. Nhưng nếu mà bạn chưa đủ niềm tin, chưa tin lắm vào chương trình này mà bỏ ra số tiền là cả hơn 100 triệu, ôi trời, rủi ro quá ta, nguy hiểm quá ta, lỡ mất thì sao ta. Nhưng nếu mà khi này anh Minh đưa ra một cái chiến lược giá cả, ok, bạn cứ đặt cọc thôi, bạn học là tôi là cho bạn học là chỉ là $500 thôi, bạn đóng $500 bạn học một môn. Bạn này lúc này bạn chưa là học viên chính thức của trường đại học Upload, nhưng bạn cứ học thử xem thực sự xem cái sản phẩm nó có phù hợp với bạn không, chương trình MBA của Upload có phù hợp với bạn không. Nếu bạn học hết một môn bạn thấy phù hợp, ok, lúc này đăng ký cũng không sao, chưa muộn. Đó, thì đấy là đưa vào gọi là cái chiến lược giá cả của
cái người xây dựng cái chương trình. Không biết là anh chia sẻ như vậy bạn Thảo có hài lòng với cái lời chia sẻ của anh không, hay là có muốn thảo luận gì thêm không bạn Thảo? Dạ ok, dạ, ok, dạ, dạ, cảm ơn ạ. À, dạ, dạ. Cảm ơn ạ. Đó thì đấy là những cái muốn chia sẻ với bạn, bạn Nguyễn Minh Tâm. Nãy giờ là anh thực ra là có một số bạn để tên không có để đủ tên, bạn PH nữa. Bạn Minh Tâm, bạn có muốn chia sẻ gì không? Bạn có muốn có hỏi gì không bạn? Có một cái quan điểm ha. Marketing là chi phí, và thực ra không gọi là quan điểm nữa, mà ngay trong hệ thống kế toán của Việt Nam nha, theo chuẩn kế toán Việt Nam vẫn đưa marketing, gọi là mình dùng cái từ chi phí marketing, tức là mình hạch toán vào chi phí. Và khi một người làm kinh doanh, người làm sếp làm kinh doanh, khi bất kể trong kinh doanh là luôn luôn người ta mong muốn cái gì? Tăng doanh thu, giảm chi phí, đúng không? Mục đích cao nhất là kiếm lợi nhuận thì tăng doanh thu và giảm chi phí. Và khi người ta gặp khó khăn hay gì thì người ta luôn nghĩ đến cái đầu tiên là cắt giảm chi phí. Mà cắt giảm chi phí là cắt giảm đầu tiên là cắt giảm chi phí marketing. Bởi vì người ta đang nghĩ là thằng marketing tiêu tiền, chi phí, cắt giảm đi. Và khi người ta cắt giảm chi phí marketing cũng chưa ảnh hưởng gì đến business ngay, chưa ảnh hưởng đến kinh doanh ngay. Thường cắt giảm chi phí marketing, đầu tư vào marketing thì nó sẽ từ từ lên, nó sẽ lên, cái kinh doanh của mình sẽ lên dần dần. Xây dựng hình ảnh thương hiệu nó lên dần dần. Nhưng cắt giảm chi phí marketing thì nó cũng không giảm ngay, nó cũng xuống giảm xuống dần dần. Cho nên là người ta không cảm nhận thấy khi mà cắt giảm chi phí marketing nó ảnh hưởng ngay đến kinh doanh, người ta chưa nhìn thấy ngay. Cho nên là thường tâm lý là sếp thấy là cần phải cắt giảm chi phí, bớt chi phí marketing. Anh cũng đã xảy ra là nạn nhân của cái chuyện đó. Khi anh làm giám đốc marketing của công ty bảo hiểm Bảo Minh, sếp nhìn thấy đầu tiên là một năm sếp cho anh là 30 tỷ chi phí marketing, anh chi tiêu thoải mái, rồi dần dần sếp cắt dần còn 20 tỷ, rồi cuối cùng sếp vẫn nhiều quá bây giờ, cắt xem cắt bớt đi nữa được không? Anh bảo tùy sếp quyết, sếp quyết nhiều anh làm nhiều có nhiều em làm nhiều, 30 tỷ thì em làm gì, 20 tỷ em làm gì, 10 tỷ em làm gì, không có sao hết. Và cái kết quả kinh doanh của công ty nó sẽ giảm dần, nó không giảm ngay, nó sẽ giảm dần. Vì vậy, người ta luôn luôn phải hiểu rằng marketing là đầu tư mang tính dài hạn, đầu tư chứ không phải là chi phí ngắn hạn. Đó, thì đấy là một số cái điểm mà thường hay gặp, anh chia sẻ với các bạn như vậy. Bạn Minh Tâm có quan điểm gì về marketing đầu, theo bạn là chi marketing là đầu tư hay là chi phí? Bạn Minh Tâm. Chào Minh Tâm. Hình như là các bạn một số cũng chưa quen lắm cho nên là ít thảo luận trao đổi. Anh mời bạn Vũ Hùng, bạn Vũ Hùng có thể muốn trao đổi, có trao đổi gì không? Bạn có hỏi gì không? Bạn Vũ Hùng. Hello Vũ Hùng. Bạn Trang Nguyễn có muốn hỏi gì không Trang? Có lẽ là các bạn cũng mới buổi đầu mới gặp gỡ rồi cũng chưa có làm quen nhìn nhìn thì chắc là hôm nay cũng tạm thời như vậy là được rồi, thì có thể chúng ta tạm dừng cái buổi chia sẻ chúng ta tại đây. Và cái series các cái sự kiện của anh sẽ tổ chức thường xuyên, sẽ có những cái chủ đề tiếp theo nữa anh sẽ cùng chia sẻ với các bạn. Hôm nay xin lỗi các bạn cái một chút trục trặc cái khúc ban đầu về trục trặc kỹ thuật. Hy vọng cái đợt sau nó sẽ không có xảy ra như vậy nữa. Chiều nay thì anh cũng chia sẻ trên lớp kia thì thấy bình thường rất là tốt, nhưng mà không biết tối nay là phối hợp nó chưa được nhịp nhàng lắm, xin lỗi và mong các bạn thông cảm. Ok. Còn ngoài cái trong buổi ngày hôm nay, ngoài ra có bạn nào cần muốn hỏi gì nữa mà không còn thời gian hay chưa tiện hỏi, chưa kịp hỏi thì các bạn có thể là sẽ hỏi sau, có thể cứ gửi tin nhắn hay là liên hệ điện thoại hay gì đó trực tiếp, anh sẽ sẵn sàng trả lời tất cả các câu hỏi của các bạn. Cảm ơn sự tham gia và cảm ơn thời gian quý báu của các bạn buổi tối chủ nhật. Cảm ơn bạn Mai Nữ. Anh không nghe được nữa.
Dạ, em cảm ơn tiến sĩ nhá. Ok, cảm ơn bạn. Còn Nữ ơi, không vẫn không nghe được Nữ ơi. Dạ, em cảm ơn tiến sĩ nhá. Em thưa tiến sĩ, vì em có câu hỏi thế này tiến sĩ. Như cái điều tiến sĩ vừa nói chi phí nó có thể là khoản chi phí về đầu tư và cũng có thể nó có thể là khoản chi phí về đầu tư và cũng có thể nó chi phí bán hàng, ví dụ như chi phí bán hàng thường với các chi phí đầu tư thường với các đầu tư xây dựng cơ bản giả giang, đầu tư xây dựng cơ bản giả giang thì nó là đầu tư, hoặc là xây dựng cái mục đích tương lai thì nó là đầu tư. Còn những cái chi phí như mất hàng tháng, hay là giảm giá thành sản phẩm đấy thì nó là chi phí. Em hay hiểu thế có đúng không, tiến sĩ? Không phải nhé hai bạn. Các bạn hiểu như vậy là chưa vậy. Nếu mà chúng ta hiểu như vậy, nó vẫn là em đang hiểu theo cái là marketing là chi phí quảng cáo, chi phí truyền thông, chi phí PR, chi phí nghiên cứu thị trường. Nếu mà chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta hạch toán thẳng vào giá thành và nó sẽ tác động luôn vào cái lợi nhuận của tổ chức ngay tại thời điểm đó. Như vậy là nó chưa phù hợp, bởi vì nãy anh đã nói rồi, em bỏ một đồng vào marketing, bỏ một đồng vào đầu tư marketing, nó không đem lại cái hiệu quả ngay lập tức, nó chưa đem lại cái doanh thu ngay lập tức, mà nó sẽ đem lại cái lợi ích lâu dài. Vì vậy, cho nên nếu mà người sếp khôn ngoan, một người sếp có tầm nhìn, thì nên xây dựng cái chiến lược marketing như là một cái khoản đầu tư dài hạn. Ví dụ, anh bỏ ra... 1 tỷ, nếu như một doanh nghiệp nhỏ bỏ ra 1 tỷ, và còn nếu những cái doanh nghiệp lớn nó bỏ ra cả vài tỷ hoặc chục tỷ, có những doanh nghiệp lớn bỏ ra cả vài chục tỷ để xây dựng thương hiệu, thì người nó không hạch toán cái vài chục tỷ đấy vào chi phí, mà nó sẽ hạch toán giống như là đầu tư xây dựng cơ bản, và có giống như đó là một cái tài sản cố định, và nó sẽ được khấu hao dần dần trong tương lai, sẽ khấu hao dần dần, chứ nó không hạch toán trực tiếp vào giá thành. Bạn nghe kịp với cho anh nói không? Và em cảm ơn tiến sĩ ạ. Ok, cảm ơn. Và em cảm ơn tiến sĩ ạ. Thầy ơi, tại vì đang nghe đến chương trình chỗ đoạn chi phí, thầy ơi, là tại vì đang nghe đến chương trình chỗ đoạn cũng chi phí và đầu tư tí là em cũng tại vì trong marketing ngoài cái việc mà làm truyền thông, tại vì trong marketing ngoài cái việc mà làm nó thì giống như thầy nói là các bạn đầu tư đó là lâu dài để làm thương hiệu của mình phát triển, đó là lâu dài để làm thương hiệu của mình phát triển, từ đó cái dẫn đến là cái giá trị sản phẩm của mình nó được tăng thêm, từ đó dẫn đến là giá trị sản phẩm của mình nó tăng thêm, thì nó là lần nữa đó là các chương trình khuyến mãi họ mãi và các chương trình khuyến mãi họ mãi, và cái đó thì có lên đưa vào là chi phí bán hàng, đó thì có lên đưa vào là chi phí bán hàng không, giống như anh vừa mới hỏi ấy ạ. Cái đấy là cái những cái chương trình khuyến mãi đấy thì mình là thực sự ấy, nếu mà tính ra thì mình gọi là giảm luôn giá thành bán, thì cho nên là nếu mà mình gọi là đưa vào giá thành nó cũng không đúng nha, là tức là mình giảm giá bán luôn. Ví dụ một cái sản phẩm của chúng ta là tính cái hiệu quả của một cái sản phẩm là doanh thu trừ đi chi phí gồm có những cái chi phí như là chi phí nguyên vật liệu, chi phí là quản lý, chi phí nhân sự, chi phí cơ sở vật chất như nhà cửa máy móc thiết bị, khấu hao tài sản, chi phí nhân công, rồi chi phí logistics, tất cả cái đấy gọi là chi phí, nó hạch toán thẳng vào cái giá thành sản phẩm. Ví dụ như là chia bình quân là một cái giá thành sản phẩm nó là 10 đồng đó, thì cái đó là hạch toán vào chi phí marketing. Mình làm truyền thông, mình làm một cái xây dựng một cái chiến lược marketing, thì cái marketing đó tổng chi phí cho cái đợt một cái campaign này nó mất chừng 1 tỷ hay là 2 tỷ, thế thì chúng ta hạch toán vào như thế nào đây? Không thể hạch toán thẳng vào một sản phẩm này hay là sản phẩm kia, mà chúng ta sẽ hạch toán nó vào một cái đầu tư, giống như là đầu tư tài sản cố định, và cái chi phí này nó sẽ được khấu hao theo hàng năm, tính nó sẽ trừ dần khấu hao đó. Thì còn cái chi phí mà em nói rằng chi phí
khuyến mãi, ví dụ như là khuyến mãi giảm giá đó, tức là cái chi phí khuyến mãi nó sẽ tính toán là giảm luôn cái giá bán, nó không phải bán 10 đồng nữa mà chúng ta bán 9 đồng, thì đương nhiên lúc đấy là hạch toán doanh thu là 9 đồng chứ không phải là hạch toán doanh thu 10 đồng xong là giảm đi 1 đồng còn 9 đồng nữa. Đấy là cái khuyến mãi thì nó hiểu như vậy. Ngân ha. Thế thì là dạ thưa thầy, cái đấy thì gọi là giảm giá, giá thành sản phẩm thì biết rồi. Dạ thưa thầy, cái đấy trong trường hợp ví như là thành sản phẩm một sản phẩm, trong trường hợp ví như là mà cái sản phẩm khác là tụi em phải đi mua về, chứ không phải sản phẩm khác là tụi em phải đi mua về chứ không phải là hàng một công ty. Cái đấy thì có thể là người ta sẽ là chính tính vào chi phí được, bởi vì cái chi phí đấy nó trực tiếp luôn vào cái sản phẩm. Và thường cái xây dựng mặt và cái đầu tư thì thường người ta hướng đến những cái thương hiệu, đầu tư chi phí đầu tư cho marketing là người ta vào cái thương hiệu, còn cái cụ thể chi phí mà em nói rằng là giảm giá đấy thì có thể tính thẳng vào chi phí luôn, giống như là nó nằm trong một phần một của chi phí bán hàng ấy, chi phí sale, chi phí bán hàng. Dạ vâng ạ. À ok. Dạ vâng ạ. Rồi, cảm ơn các bạn. Có thể là hôm nay tạm thời chúng ta như vậy ha, rồi hy vọng là những cái buổi khác chúng ta có cơ hội để tiếp tục sẽ trao đổi thêm. Dạ cảm ơn Vân. Em có nhắn anh chat box. Dạ cảm ơn Vân. Là mọi người nếu mà cần thêm câu hỏi hay là còn thắc mắc hay gì đó thì mình có thể nếu mà cần thêm câu hỏi hoặc còn IBM thắc mắc gì đó thì em có thể gửi tới hôm nay thì còn IBM chấm edu chấm các anh chị đều bị vụ tiếng hớ thì em lòng là xin lỗi anh chị bị tiếng chuyên đề tiếp theo thì mình lòng là sẽ tổ chức vào chuyên đề tiếp theo thì mình sẽ thì bên em cũng sẽ public ở trên tất cả các mục bay khác, hy vọng là bên em chị sẽ giỏi ở trên tất cả ngay sau đây thì bên em cũng sẽ test lại phần zoom để xem không biết là ngay sau đây thì bên em vấn đề test lại phần zoom để xem trong lòng anh chị nó đang bị vấn đề gì không. Rồi, xin cảm ơn các bạn. Bye bye các bạn ha.